Xin chào các bạn lớp 9, hôm nay cô bắt đầu bài kiểm tra 15 phút đầu tiên Unit 1 Local Environment của chương trình học lớp 9. Thì bài kiểm tra này là bài kiểm tra đầu tiên nằm trong series bộ đề luyện định kỳ kiểm tra mà cô sẽ chuẩn bị ra mắt cho các bạn lớp 9. Hy vọng rằng với cái bộ đề chuyên luyện kiểm tra, các bài kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ thì các bạn có thể đạt được những kết quả tốt ở trên trường nhé. Now let's get started. Test 1. 1. Choose the best answers. Hãy chọn cái đáp án đúng nhất. Thì với dạng bài này thì có thể là mình sẽ cần chọn đáp án liên quan đến từ vựng hoặc ngữ pháp. Ở đây thì không có ngữ âm. Rồi. Number 1. Those handicrafts may face the challenges of losing their. Những cái đồ thủ công mỹ nghệ này, đồ thủ công này có thể phải đối mặt face với những cái thách thức, challenges về việc mất cái gì đó, losing là mất cái gì đó. Câu A chúng ta có từ authenticity, nhớ nhá, những từ mà có đôi T này thì chúng ta sẽ lùi về trọng âm, lùi về đó 3 âm tiết, trước đó 3 âm tiết. Authenticity là cái tính xác thực, tính chính xác, tính đích thực. Câu B, từ luckers có nghĩa là sơn mài. Craft là thủ công, đồ thủ công, và sculpture có nghĩa là điêu khắc. Vậy ở đây chúng ta phải dịch nghĩa của cả câu. Những cái đồ thủ công này có thể phải đối mặt với những cái thách thức của việc mất một cái gì đó. Thì đồ thủ công thì câu B không thể mất sơn mài được. Câu C loại không phải mất đồ thủ công. Và câu D sculpture là mất bức tượng thì không đúng, mà chúng ta sẽ chọn đáp án A các bạn nhé. Câu A chúng ta có nghĩa là tính xác thực và loser authenticity có nghĩa là đánh mất đi sự chân thật. Các bạn ghi nhá. Loser authenticity có nghĩa là đánh mất đi sự chân thật. Tức là như thế nào? Có thể là những cái đồ thủ công mỹ nghệ này cùng với sự phát triển, cũng như là cùng với sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa vân vân, cùng kinh tế thị trường, thì nó có thể là mất đi những cái tính chân thật nguyên bản của nó. Và những cái người nghệ nhân họ cần phải chạy theo xu hướng của thị trường để làm sao thu hút được những cái tourist, tức là những cái khách du lịch họ mua sản phẩm, đúng không? Rồi. Number 2, local people often serve like wrestlers, cops, and hot to tourists. Những cái người dân địa phương, người dân bản địa thường bán cái gì đó như là vòng đeo tay này, khăn quàng cổ này và mũ cho du khách. Tại đây chúng ta có một loạt những cái ví dụ, đó là ví dụ của câu A, chúng ta chọn luôn đáp án A là handicraft, đúng không? Handicraft tức là những cái đồ thủ công rồi, những cái đồ thủ công. Còn câu B chúng ta có từ artisan, có nghĩa là artisans, những nghệ nhân. Và câu C chúng ta có từ lacquerware là cái sơn mài, và needles là cái kim. Number 3, they need to find their solution to the local environment. Họ cần phải tìm ra một giải pháp, thì chúng ta có một cái cụm là tìm ra một giải pháp cho cái gì đó, thì chúng ta có một cụm như sau: find a solution. Cô nổi âm là find a solution. Solution to nhá, to something là tìm ra giải pháp cho cái gì. Tìm ra giải pháp, cô viết tắt nhá. Giải pháp cho cái gì đó. Rồi, thì ở đây chúng ta cần tìm ra một giải pháp để làm gì đó. Để có từ to thì chúng ta cần một động từ, đúng không? Câu A là craft là thủ công mỹ nghệ, không liên quan. Câu B là cast có nghĩa là đúc, khuôn đúc. Và câu D có nghĩa là weave có nghĩa là đan. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn câu C nhá, là từ reserve. Reserve có nghĩa là reserve là bảo tồn môi trường, được chưa? Bảo tồn môi trường tự nhiên. Môi trường ở đây là môi trường địa phương, reserve. Number 4, is it true that you disown hurt yourself? Có đúng là bạn đã tự tay đan cái mũ len này không? Đã tự tay yourself, tự đan cái này. Thì ở đây chúng ta có thể loại luôn được các đáp án. Câu A, to cut, có nghĩa là chạm khắc nhé. Từ girl,
Wove có nghĩa là đan, nhưng ở đây các bạn phải phân biệt hai từ này. Từ này thì có nghĩa là quá khứ, thì quá khứ nó có nghĩa là đan. Phân biệt hai từ nhá, cô viết từ nguyên thể này, từ weave, và quá khứ của nó là từ wove. Wove có nghĩa là đan, nhưng mà đan cái gì đó cứng nhá, đan cái gì đó cứng. Ví dụ như là đan rộp, đan rộp giá gì đó, được chưa? Đan đan rộp giá, đan rộp giá, đúng không? Còn từ knit chúng ta âm câm nhá, từ knit quá khứ của nó là knitted. Phát âm đuôi ed, knitted, knitted. Thì chúng ta lúc là quá khứ và nghĩa của nó là đan, như cái gì đó mềm, cái gì đó mềm, ví dụ gì đó mềm, ví dụ như là đan len chẳng hạn nhá. Thì các bạn vận dụng các trường hợp như thế. Rồi, vậy câu số 4 chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án, câu số 4 chúng ta chọn được đáp án là câu số chi. Rồi câu câu C chúng ta loại, tức là làm. Câu B loại. Number 5, the door has been out of clay. Clay là đất sét nhá. Con búp bê này được làm từ đất sét. Clay embroidered có nghĩa là thêu, thêu. To molded, 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 molded có nghĩa là được làm từ cái gì hoặc là đúc. Và câu C từ cast là đúc khuôn, và woven có nghĩa là câu bị động, dùng trong câu bị động hoặc là câu thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ hoàn thành. Đây là dạng phân từ. Vậy ở đây là con búp bê này được làm từ cái gì, thì chúng ta sẽ dùng một cụm, là cụm như sau. To be, to be molded, molded out of, làm từ cái gì, làm từ cái gì, làm từ cái gì, được chưa các bạn? Làm từ cái gì nhá, là làm từ cái gì. Rồi, làm từ cái gì các bạn nhá. Rồi các bạn nhìn lên đây, ở đây chỉ có từ molded là đã dùng với từ clay thôi, tức là con búp bê này được làm từ đất sét. Chúng ta không dùng là cast nhá, bởi vì từ cast nó có nghĩa là được đúc. Được đúc từ cái gì, nhưng lại không dùng với từ out of, được chưa? Number 6, I just wondered why she turned his offer a half. Tôi chỉ băn khoăn, băn khoăn, wonder why là băn khoăn, là tại sao cô ấy lại cái sự giúp đỡ của anh ấy. Giờ đây từ turn, nhìn thấy các đối từ đi kèm là chúng ta phải nghĩ ngay đến cụm động từ. Cụm động từ thì turn on thì có nghĩa là bật, bật đèn lên chẳng hạn. Turn down có nghĩa là từ chối, từ chối. Turn back có nghĩa là quay lại, đúng không? Turn back là quay lại. Và turn to có nghĩa là chuyển sang, chuyển hướng đến một cái gì đó. Vậy đây chúng ta có từ turn down, thì chúng ta sẽ chọn từ turn down nhá. Nó có nghĩa là từ chối. Không hiểu tại sao lại từ chối cái sự giúp đỡ, cái sự giúp đỡ của anh ấy, được chưa? Không hiểu sao mà cô ấy lại từ chối cái sự giúp đỡ của anh ấy. Chúng ta sẽ chọn câu B. Rồi, câu số 57, he is going to set a travel company next year. Anh ấy sẽ set một cái gì đó, một cái công ty du lịch vào năm sau. Thì ở đây là cấu trúc to be going to, là cấu trúc diễn tả một cái kế hoạch, một cái dự định nào đó. Vậy ở đây chúng ta thấy có các cái từ như sau. Set with, vì trường hợp này không có nghĩa. Đây cũng là cụm động từ. Set down có nghĩa là set down là đặt xuống hoặc là định cư đấy, đặt xuống hoặc là định cư. Set up là thành lập một cái gì đó. Ở đây chúng ta có cụm từ set up là thành lập, thành lập. Và set into là đặt trong cái bối cảnh nào đó. Thì ở đây có từ set down với cả từ set up là hay dùng nhất thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ gặp từ set up, bởi vì nó có nghĩa là thành lập một cái gì, thành lập một công ty, một cái công ty nào đó, thì chúng ta sẽ dùng startup. Và ngày nay chúng ta có rất là nhiều công ty startup, đúng không? Gọi là những cái công ty mới thành lập, công ty còn trẻ và họ rất là năng động. Rồi number 8, she was making a mask, he was covering a table. Cô ấy đang, đây là dấu hiệu của thì quá khứ tiếp diễn các bạn nhé. Was cộng verb in, dấu hiệu của thì quá khứ tiếp diễn. Đang làm, đúng không? Đang làm một cái mặt nạ. Rồi thì anh ấy đang chạm khắc một cái bàn, đang chạm khắc một cái bàn. Đang đẽo, chúng ta dịch là đang đẽo một cái bàn.
Thì ở đây là hai hành động xảy ra song song trong quá khứ, thì chúng ta phải nhớ ngay đến một dấu hiệu của từ quá khứ tiếp diễn các bạn nhé. Đó là cấu trúc như sau. Chủ ngữ 1 cộng to be quá khứ nhá, was cộng verb in, while, trong khi, chủ ngữ 2 cộng were cộng verb in, tức là trong khi một người nào đó đang làm gì trong quá khứ thì một người khác cũng đang làm. Thì đây chỉ có đúng từ đi thôi, và chúng ta cũng loại được câu be với cả câu see bởi vì nó bằng nghĩa nhau. Câu A là on go thì không hợp nghĩa trong trường hợp này, nên chúng ta cũng không chọn các bạn nhé. Chúng ta cũng không chọn mà chúng ta sẽ chọn câu đi là dấu hiệu của thì quá khứ tiếp diễn. Number 9, I'll take my foreign friends to the local market. They can see how people sell and buy things. Tôi sẽ dẫn những người bạn nước ngoài của tôi đến chợ địa phương. Họ có thể nhìn thấy mọi người bán và mua mọi thứ như thế nào. Vậy ở đây tức là chúng ta cần một cái cụm nào đó để nối, và sau cái cụm đấy chúng ta phải cộng một mệnh đề, tức là có chủ ngữ và động từ, chủ ngữ they và động từ can see. Thì đây chúng ta dịch nhá, từ so that có nghĩa là do, để mà, chúng ta dịch là để mà, so that là để mà. Từ so có nghĩa là do vậy. Trước nó phải có dấu phẩy cơ. Từ before có nghĩa là trước khi, và từ while có nghĩa là trong khi. Vậy ở đây nếu mà chúng ta dịch nghĩa ra thì chỉ có câu A là nó sát nghĩa nhất với cái câu chúng ta cần tìm. Cô dịch lại nhá. Tôi sẽ dẫn những người bạn nước ngoài của tôi đến cái chợ địa phương để mà họ có thể nhìn thấy, họ có thể chứng kiến, họ có thể biết được cách mọi người mua bán, trao đổi mọi thứ như thế nào. Từ before không hợp nghĩa, từ why cũng thế. Từ so thì lại sai cấu trúc, thiếu dấu phẩy đằng trước rồi. Number 10, he his name on a tree and left. Anh ấy, tên của anh ấy trên một cái cây và rời đi. Rời đi. Thì ở đây chúng ta cần một cái động từ đúng không? Động từ thì câu A chúng ta nhìn chúng ta loại luôn, bởi vì là he phải chia động từ cơ. Và từ left ở đây là thì quá khứ đơn, thì câu A chúng ta loại từ đầu. Vậy chỉ còn câu B, câu C, câu D đều là thì quá khứ rồi. Vậy thì làm cái gì? Cắt tên thì chưa đúng rồi. Cắt có nghĩa là cắt tên, và create là tạo ra tên chưa đúng. Ở đây chúng ta cần một từ có nghĩa là chạm khắc tên lên cây đúng không? Các bạn đã bao giờ chạm khắc tên lên cây chưa? Ok, we move to number 2. Complete the sentences using the given word phrases. Hãy hoàn thành những cái câu sau sử dụng những cái từ được cho hoặc là những cụm từ được cho. Thì ở đây chúng ta hãy cùng dịch đi một lượt dịch nghĩa các từ nhé. Người ta sẽ cho mình các từ và cách làm như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải gạch chân từ đứng trước đứng sau của cái chỗ trống cần điền. Sau đó chúng ta sẽ lắp các từ. Nếu chúng ta biết từ nào trước thì chúng ta hãy làm trước. Nếu làm xong thì hãy gạch nhẹ từ đó đi để chúng ta không phải đọc lại từ đó một lần nữa, tiết kiệm thời gian. Tiếp theo cô sẽ dịch cho các bạn các từ này nhé. Ôn lại một chút. Cast là đúc, đúc cái gì đó. Drumhead là cái mặt trống. Frame cái khung ảnh chẳng hạn. Artisans nghệ nhân. Workshop, từ workshop có hai nghĩa. Thứ nhất là một cái buổi hội thảo gì đó, buổi training đào tạo gì đó. Thứ hai là cái xưởng. Craft, thủ công. Ceramics, đồ gốm sứ. Layers, các tầng lớp gì đó. Team buildings là xây dựng nhóm. Và carvings là các công việc chạm khắc. Vậy sau khi đã biết nghĩa các từ, chúng ta hãy cùng điền các từ vào chỗ trống nhé. Number 1, the traditional village attracts millions of foreign tourists each year. Cái gì đó truyền thống, ngôi làng gì đó truyền thống, thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Vậy ở đây các thành phần của câu đã đủ rồi. Ngôi làng truyền thống thì đã đủ nghĩa rồi. Tuy nhiên nó muốn nhắc đến là ngôi làng họ bán hoặc họ chuyên về cái gì. Thì ở đây chúng ta sẽ điền từ craft, ngôi làng thủ công truyền thống, đúng không? Craft. Rồi, ngôi làng thủ công truyền thống. Number 2, people use buffalo skin to make the... Người ta, chúng ta dịch là người ta sử dụng da trâu này, buffalo skin, da trâu để làm cái gì? Thì đây có một đáp án khớp thôi, đó là drumhead, tức là các mặt trống đấy. Drumhead, ok.
Ramesh. Chúng ta ôn lại từ luôn nhá. Number three, his parents want him to take over their families, which were set up by his grandparents. Gia đình của anh ấy, à, bố mẹ của anh ấy muốn anh ấy take over, đây có nghĩa là đảm nhiệm các bạn nhá. Take over ở đây có nghĩa là đảm nhiệm, tiếp quản. Đảm nhiệm, tiếp quản cái gì đó của gia đình mà được set up, chúng ta vừa học rồi. Set up là được thiết lập, được thành lập bởi ông bà của anh. Vậy đây thì chúng ta cần một danh từ chỉ một cái gì đó, có thể là sự nghiệp hoặc cửa hàng. Thì đây có từ workshop, nó rất là khớp với cái thông tin ở đây, có nghĩa là xưởng. Chúng ta dịch là xưởng nhá, không phải là buổi training đâu, buổi hội thảo đâu. Number 4, I need to buy a new for the teacher. Do you know any shop near here? Tôi cần phải mua một cái gì đó mới cho cái bức tranh này. Bạn có biết cái cửa hàng nào gần đây không? Vậy thì cho bức tranh thì chúng ta chỉ có một cái từ phù hợp nhất là từ frame, tức là cái khung ảnh, đúng không các bạn? Tôi cần mua một cái khung ảnh mới cho cái bức tranh. Bạn có biết cái cửa hàng nào gần đây không? Number 5, we are looking for a manager with good and leadership skills. Chúng tôi đang tìm kiếm, từ look for ở đây là tìm kiếm, tại tiếp diễn, tìm kiếm cái gì các bạn nhá, tìm kiếm một cái người quản lý, một người trưởng phòng với cái gì đó tốt. Chúng ta dịch ngược, skills là những cái kỹ năng lãnh đạo, leadership và cái kỹ năng gì đó. Thì ở trên chúng ta chỉ có đúng một cái kỹ năng, đó là kỹ năng team building, là kỹ năng xây dựng đội nhóm, kỹ năng team building. Vì sao các bạn đi làm thì có một kỹ năng rất quan trọng, đó là kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng xây dựng đội nhóm, đúng không? Ví dụ những người quản lý thì cần kỹ năng team building, leadership là kỹ năng lãnh đạo. Và number 6, it takes great skills to a statue in gold. Chúng ta có một cụm chúng ta cần nhớ này. It takes, chia động từ nhá, to take hoặc là took. Somebody quá khứ này, somebody này, cộng time hoặc là cái gì đó, time hay something, cộng to verb, đó là nó chiếm của ai bao nhiêu thời gian hoặc chiếm của ai bao nhiêu cái gì để làm gì. Thì sau này chúng ta phải cần một động từ rồi, nó phải đòi hỏi, chúng ta dịch là đòi hỏi nhá, tùy ngữ cảnh, đòi hỏi những cái kỹ năng rất là điêu luyện để làm gì đó, một bức tượng bằng vàng, bởi vì vàng rất là đắt đỏ nên để có thể chúng ta điền từ đúc, đúng không? Từ cast, ở đây có từ cast là động từ thôi. Để đúc một cái bức tượng bằng vàng, cast something in cộng một chất liệu, đúng không? Đúc một cái bức tượng bằng vàng phải cần kỹ thuật rất điêu luyện, bởi vì rất là vàng rất là đắt đỏ. Number 7, to make a two cake, 4 or 5 of dumplings are used as the wrapping of the dumpling with the green plate of the outside leaf turned outward. Để làm được một cái bánh chưng, chưng cake, đúng không? Một sticky rice cake, 4 or 5 dong leaves là lá dong. Vậy đây là lá dong cần được sử dụng để bọc cái nhân, dumpling là cái nhân nhá. Đây là cái nhân bánh này, cái nhân bánh cùng gạo, đỗ, thịt. With the green plate, với cái mặt nhá, với cái mặt xanh của lá được hướng ra ngoài, tức là khi gói bánh xong thì cái mặt màu xanh ấy, màu xanh tươi của lá sẽ ra ngoài để làm sao trông nó đẹp mắt. Vậy đây chúng ta cần một danh từ số nhiều, bởi vì 4 hoặc là 5 sẽ cộng danh từ số nhiều. Thì đây hợp ngữ cảnh nhất là từ layers. Layers có nghĩa là các cái lớp bánh, chúng ta dịch là các cái lớp bánh nhá. Layers of dong leaves, các cái lớp lá dong. Number 8, Gokong Arthur Carpenters are widely known for their eye shape, high quality wood and skillful. Là những cái tủ thờ gò công thì rất là nổi tiếng. To be widely known for là nổi tiếng nhá. Còn famous, nổi tiếng, famous, rất là nổi tiếng về cái những cái hình dạng, đúng không? Hình dạng của chúng này, về chất lượng, về gọi là cái gỗ chất lượng rất là tốt, high quality là chất lượng tốt, chất lượng cao, chất lượng tốt và skillful, và cái việc gì đó, câu số 8, và cái việc liên quan đến tủ thờ, bàn thờ thì liên quan đến chạm khắc, đúng không? Chúng ta sẽ chọn từ carvings, chạm khắc, carvings, và những cái nét chạm khắc rất là điều luyện, tinh vi, tinh xảo, đúng không? Number 9, chúng ta lại gặp tiếp một cái cụ mà cô ở trên cô đã ghi cho các bạn rồi. It takes somebody cộng cái gì đó,
có thể là thời gian hoặc là danh từ. Ở đây là thời gian, a lot of time and effort to make a seemingly simple conical heart. Nó chiếm của ai đúng không? Chắc chắn ở đây là cần một danh từ chỉ người. Rất nhiều thời gian và nỗ lực để có thể làm được một chiếc nón lá, xin lỗi. Nón lá trông có vẻ rất là đơn giản. Vậy ở đây chúng ta sẽ cần một danh từ chỉ người, chỉ có đúng một từ, đó là từ artisan. Và từ cuối cùng thì number 10 is recently young artisans have opted to produce artistic. Gần đây thì những cái người nghệ nhân trẻ tuổi đã lựa chọn. Ở đây thì có một từ là từ opt, đây thì hiện tại hoàn thành nhá. Opt to thì bằng choose to. Có nghĩa là lựa chọn làm gì. Và danh từ của từ opt nó chính là từ option đấy. Tạo ra những cái gì đó rất là mang tính nghệ thuật. Thì ở đây chúng ta chỉ có một từ cuối cùng, đó là từ ceramics. Được chưa các bạn? Ceramics. Ok, những cái món đồ gốm sứ mang tính nghệ thuật. Ok, that's the end of our lesson today. I wish you like it and hope to see you next time. Bài học đầu tiên trong series bộ đề 15 phút một tiết giữa kỳ và cuối kỳ của cô dành cho các bạn lớp 9 kết thúc tại đây. Rất hy vọng các bạn sẽ đăng ký kênh và tiếp tục theo dõi, lắng nghe những video tiếp theo để chúng ta có thể có những cái kiến thức căn bản và ôn tập cho kỳ thi tốt nhất nhé. Ok, goodbye.